Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Giai Phát ACE. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Rai Phát ACE cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Rai Phát Anh Chị Em Nhũ tương sim e thì có trong dầu Oliver, vitamin A, vitamin E, quen dìm quy, dạng bào chế, dung dịch nhỏ giọt. Công dụng và chỉ định của Rai Phát Anh Chị Em Rai ACE được dùng trong trường hợp nôn chớ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu, nuốt khí. Loạn dưỡng dạ dày ruột. Đau bụng do khí ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Đối tượng sử dụng. Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định khi dùng rai anh chị em. Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Liều dùng và cách dùng. Liều đơn, 20 giọt có chứa 40mg cimethiqin. Si Người lớn, 20 đến 40 giọt, sau bữa ăn, pha loãng trong nước, 2 đến 4 lần trên ngày theo chỉ định của bác sĩ. Trẻ em, 20 giọt, sau bữa ăn, pha loãng trong nước, 1 đến 3 lần trên ngày theo chỉ định của bác sĩ. Trẻ sơ sinh, 20 giọt, sau bữa ăn, pha loãng trong nước, 1 đến 2 lần trên ngày theo chỉ định của bác sĩ. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng Giai Phát Anh Chị Em. Sử dụng sản phẩm theo chỉ định của bác sĩ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Giai Phát ACE, đồng thời biết cách sử dụng Giai Phát ACE sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham